Dạ Khánh xin chào ông bà cô chú chị em và các bạn thân yêu. Bữa trước đó thì Khánh có làm cái trà mãng cầu, thì sau khi mà tới tay của quý ông bà cô chú anh chị thì Khánh nhận được những cái phản hồi rất là tốt, nói về những cái công dụng của trà mãng cầu thì ông bà cô chú anh chị cho Khánh biết là dễ uống, thơm ngon và đặc biệt là dễ ngủ, với lại là thấy trong người nó khỏe khoắn hơn, thì Khánh cũng rất là mừng. Bữa nay là Khánh có về thêm mấy cái mặt hàng mới mà cũng là những cái bài thuốc nam tốt cho sức khỏe của mình, thì nay Khánh xin giới thiệu cho ông bà cô chú anh chị rõ ràng và chi tiết hơn nha. Nay là Khánh có hoa trà hoa đu đủ đực, thì ông bà cô chú cũng biết rồi á, cây đu đủ thì nó có hai loại đu đủ, một là cái, hai là đực. Thì cây cái thì nó có bông, bông nó bự bự và nó sau khi tàn, cái bông sau khi tàn thì nó ra cái trái, còn cái cây cái trái thì sau này mình lớn lên nó bự bự thì mình ăn. Còn cái cây mà đu đủ đực á, thì nó chỉ có bông thôi, nó không có trái, và cái bông của nó thì nó nhỏ hơn cái bông của cây đu đủ trái, và nó rất là nhiều bông, nó tua tủa vậy đó, giống như một chùm pháo hoa vậy đó. Thì đây là cái bịch hoa đu đủ đực nè. Đây là cũng là một dạng trà nghe ông bà cô chú anh chị. Khánh đã phơi khô xong rồi á, là Khánh sấy thì cái dĩa này nè, là ông bà cô chú nhìn sẽ rõ hơn. Coi như là rất là ít cành nha, chỉ có nụ và hoa thôi. Cái nào mà nó màu vàng á, là cái hoa nó đã gần lớn, nó gần nở. Còn cái nào mà nó màu xanh xanh á, là cái hoa nó còn nhỏ, nó chưa có trưởng thành, nhưng mà lúc mà mình thu hoạch á, thì mình phải hái hết. Thì hoa đu đủ đực này là cũng thiên nhiên, mỗi một năm á, thì nó cũng chỉ có 3-4 tháng để mà mình thu hoạch thôi. Tại vì á, là người trồng cái hoa này là người đồng bào cho nên là họ cũng không có xài, không có dùng phân thuốc gì trong lúc trồng hết, và thu hoạch theo mùa vụ thôi. Mùa mưa thì nó có hoa nhiều, còn mùa nắng thì rất là ít hoa, cho nên là hiện tại là đang vào mùa của hoa đu đủ. Hoa đu đủ này thì nó có nhiều cái tác dụng cũng rất là hay, mà cũng có nhiều người họ cần dùng tới á. Khánh thấy như vậy thì thôi Khánh coi như là giúp cho người đồng bào họ có đầu ra. Còn Khánh thì Khánh có nguồn khách á, thì Khánh sẽ chia sẻ với ông bà cô chú anh chị, để nhiều khi có một số người đang bị bệnh á, bệnh hiểm nghèo hoặc là những cái bệnh khác. Một xíu đi Khánh sẽ giới thiệu. Bây giờ thì trước hết là Khánh sẽ pha một bình trà. Khánh thì Khánh cũng chưa uống cái trà hoa đu đủ đực lần nào hết á, bây giờ mình pha hai dì cháu sẽ uống. Nghe nói là nó cũng thơm ngon lắm mà không biết làm sao đây. Sau khi chế vô thì nó có cái màu xanh, chắc nó là xanh đó. Dạ chắc nó ra màu xanh đó dì Hương, nhìn nó cũng hấp dẫn đó ha. Ở trên mặt của nó nè, nhìn nó dễ thương gì đâu mà nó thơm lắm nha. Lúc mà mình hửi nó thơm cái mùi giống như trái đu đủ, dì Hương nghe không, thơm mùi giống như trái đu đủ vậy đó. Rồi trong thời gian mình chờ cho nó ra trà thì mình để nó một chút xíu nha, mình để nó qua một bên. Bông đu đủ đực này á, thì mình có thể dùng theo những cái cách sau đây. Thứ nhất là mình pha trà, mình uống giống như uống trà hoa, giống như uống trà của trái, giống như uống trà của trái mãng cầu sim vậy đó. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là mình có thể ngâm rượu, và cách thứ ba thì mình có thể ngâm với mật ong. Rồi rượu thì Khánh
Thánh không có ngâm rượu mà giờ Thánh ngâm mật ong nè, tại vì rượu coi như là Thánh không không có uống rượu á, thành ra là mình không có ngâm rượu, mà giờ là mình ngâm với mật ong cho cả nhà mình dễ dùng. Giờ trước hết thì Khánh bỏ cái bông đu đủ đực vô. Đây là mật ong gùi gừng nguyên chất 100%. Và hiện tại Khánh cũng đang có bán cái mật ong gùi gừng này nha ông bà cô chú. Cái chai này là chai 1 lít. Ông bà cô chú anh chị biết không, bây giờ ở ngoài đường thì có rất là nhiều loại mật ong mà người ta làm, có thể là pha đường, hoặc là cho ong nó ăn đường, hoặc là làm mật ong giả. Có một cái loại hóa chất á, mà họ có thể là quậy ra, họ nấu lên rồi sau đó là làm y hệt như mật ong thiệt của mình luôn. Bởi vậy nếu mà mình không biết nguồn gốc á, thì nó cũng rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ á, thì Khánh sẽ chế cái mật ong này ngâm với bông đu đủ nè. Mật ong này là Khánh bảo đảm nha ông bà cô chú anh chị coi nè, nó nè, nhìn nè, nhìn nó kéo sợi nè, dì Hương thấy không? Nó kéo sợi vậy nè là mình mới biết là chắc chắn là mình nhìn vậy nè là mình biết là mật ong thiệt, mật ong gùi thiệt á, là nó kéo sợi vậy nè, dường như có cái gì cổng dì Hương thấy nó ha. Chứ còn cái kia, cái mà mật ong coi như là mật ong giả, nó sẽ không có kéo sợi, nó không có dẻo như vậy, nó lỏng le à. Dạ nó lỏng le à, nó không có dẻo. Giờ người ta đi giữ cho mấy người mua mật ong rồi đó, người ta ngồi dưới góc người ta giữ hết, dạ. Người ta lấy á, dạ. Không có để lên về nhà. Mật ong này là ở trong rừng, mật ong gùi rừng ở ngoài miền núi á, của người đồng bào họ đi lấy, chứ cũng không phải là mật ong gùi của mình ở đây. Nhưng mà là cái này là Khánh dặn lâu lắm mới có được là 10 lít mật ong gùi gừng như bây giờ. 2, 4, 6, 8 ở đây 9, ở tầm tổng còn chai Khánh dặn lâu lắm mới được 10 lít á, chứ không phải lúc nào cũng có được đâu. Hôm nay cũng có mấy anh chị trong Khánh lấy về để mà gửi cho mấy anh chị, mà hôm nay thì nói là hẹn cũng hẹn hơi lâu lâu, lý do là nó chưa có, chờ người ta đi lấy á mới kẹo, có kẹo lại rồi đó hả. Chế nhà cái nó kẹo cái này là mình nên có, mỗi gia đình mình á, nếu mà có điều kiện thì mình nên có một hũ mình để ở trong gia đình của mình, đặc biệt là những gia đình mà có em bé nhỏ đó, em bé nhỏ nó hay bị viêm đường hô hấp á, đặc biệt là nhà Khánh Vi là cũng phải cần có một cái hũ này nè. Khánh Vi nó hay bị viêm đường hô hấp dữ lắm. Khánh chế thêm chai này là chai nửa lít nè. Nó kéo dây dường thấy không, nó đâu có bị đứt ra đâu nè. Khánh đưa cao lên nó cũng không có bị đứt nè, cầm nặng thấy biết mà. Dạ nặng kịch luôn, một chai 1 lít nhưng mà đưa lên cây cân là 1,5 kg lần á, đúng không qua? Nó nặng. Ủa, hôm qua nó cân nói ủa chai này bao nhiêu vậy hai, cái Khánh nói chai này là 1 lít, cái qua nó sao mà 1 lít được, tại vì đem lên cây cân là tới 1,5 kg lần, sao mà 1 lít được. Nè nó sánh nó hòa quyện lại với nhau nè, nghe thơm lắm nha, nghe thơm. Rồi thế như vậy là 1,5 lít mật ong, và cái này là chỉ có 250g bông đu đủ đực thôi á, là làm được nửa cái keo 2 lít này nè. Keo 3 lít thì á, keo này keo 3 lít hả? Chân qua mới ngô Khánh cũng không dành là mấy lít. Rồi như vậy là mình có thể để mình dùng hết năm này qua năm khác cho gia đình của mình luôn. Nghĩa là lúc mà mình dùng thì mình nhai luôn cái bông đu đủ đực, và mình múc một miếng mật ong mình nhai mình uống luôn. Còn không thì mình có thể pha với nước ấm và mình uống. Đặc biệt là mấy em bé nè, em bé mà nó bị viêm đường hô hấp á, với lại ho nè,
rồi đau cổ, gác cổ là dùng cái này rất là tốt, sẽ rất là nhanh hết bệnh mà mình không có cần phải dùng qua thuốc tây. Và còn nếu như ông bà cô chú anh chị mà có dùng ngâm rượu á, thì cái rượu bông đu đủ lực này nè, nó có tác dụng á, là giảm đau nhức xương khớp, rồi á, là với lại tốt cho hệ tiêu hóa, là và chống được những cái bệnh ngặt nghèo và bệnh ung thư. Là cái bông đu đủ này nó có nhiều cái dược tính tốt lắm. Rồi bây giờ mình quay trở lại mình uống cái trà mãng cầu này một cái đi. Giờ mình quay lại mình uống cái trà bông đu đủ lực này một cái nha. À, ông bà cô chú anh chị coi này, nó có cái màu xanh nè. Xanh này này gì hơn ơi, kính lão đắc họ, uống trước đi. Để hồi uống, cho nó hơi nguội nguội cho nóng quá. Vậy hả? Rồi chế vô luôn đi. Mặt chế vô luôn. Chế mặt âm với nước sôi vô mình uống thử đi. Thơm quá à, thấy thơm lắm. Thấy thơm đó. Thơm nha. Thơm mà theo dạng thơm bông đu đủ á. Cái này cái muỗng dính mật ong lúc nãy giờ Khánh làm luôn để thử coi ra sao. Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng thưởng thức. Dì Hương vô uống thử đi, nóng thì thổi thử nè. Thơm. Hơi đắng đắng thì nó đắng chứ sao không. Hơi đắng đắng nha. Đắng, hơi đắng đắng đó nha, mà nó thơm. Lần đầu tiên uống cho nên là mình còn nhiều cái cảm giác nó lạ lạ. Thật sự á là nói về cái bông đu đủ lực này á, thì Khánh sẽ kể những cái chứng bệnh mà mình có thể phòng ngừa, ngăn ngừa khi mà mình uống được cái bông đu đủ lực này nè nghe ông bà cô chú. Nó cũng tương tự giống như là cái trà mãng cầu, nhưng cái trà mãng cầu thì nó giúp cho cơ mình dễ ngủ nè, giảm stress. Còn cái bông đu đủ lực này thì nó không có giúp cho mình là dễ ngủ, không giúp cho mình giảm stress, nhưng mà nó có những cái tác dụng như là tốt cho đường tiêu hóa, ổn định huyết áp, dành cho những người, đặc biệt là dành cho những người cao huyết áp á, rồi hạ mỡ máu, hạ đường trong máu. Với lại á, là có chất chống oxy hóa giúp cho mình á, là trẻ lâu. Rồi đặc biệt á, đặc biệt là ngăn ngừa và ngăn chặn tế bào ung thư. Thật sự là cũng có rất là nhiều ông bà cô chú nhiều khi á, là mình tìm cái hoa đu đủ đực này để mà mình làm thuốc, mình sử dụng cho người bệnh, những người có những cái bệnh ngặt nghèo trong gia đình của mình á, thì mình kiếm không có ra. Và đặc biệt là cái hàng đu đủ đực của Khánh á, là rất rất là thiên nhiên, không phân thuốc, không hóa chất và có theo mùa vụ. Thì Khánh sẽ xin báo giá cho ông bà cô chú anh chị biết nha. Một bịch như vậy nè là nửa ký lô thì có giá là 450.000 một bịch. Nhưng mà một bịch này Khánh nghĩ chắc uống lâu dữ lắm lâu á. Bởi vì nó cái bông đu đủ này nó khác cái trà mãng cầu kia. Cái trà mãng cầu kia thì Khánh thấy là rất là dễ uống. Còn cái bông đu đủ đực này á, thì ai á mà coi như là cần thiết thì mới uống được nó thôi. Tại vì nó có cái vị hơi, nó thơm nhưng mà nó có cái vị hơi đắng. Nó hơi đắng. Mật ong ngâm bông đu đủ đực này nè thì Khánh nghĩ là dễ uống. Tại vì á, trong mật ong nó đã có cái chất ngọt sẵn rồi, thì nó kết hợp với cái bông đu đủ đực á, thì nó sẽ ngọt và dễ nhai. Nếu như ông bà cô chú không có nhai được cái bông thì mình cũng có thể uống được cái nước mật ong mình pha với nước ấm nè, mình có thể uống. Thì đợi khoảng 2 tuần lễ nữa Khánh sẽ múc ra Khánh ăn thử và Khánh cho ông bà cô chú anh chị biết cái vị, cái cảm giác khi mà mình ăn cái bông đu đủ đực ngâm với mật ong ruồi rừng như thế nào. Rồi ngoài ra thì Khánh có cái khổ qua rừng. Khổ qua rừng này là cũng của người đồng bào trồng và trồng theo mùa vụ. Một
năm chỉ thu hoạch được một mùa thôi, là tại vì tháng mưa là họ trồng, tháng nắng thì không có, họ không có trồng. Ông bà cô chú anh chị coi nè, trái khổ khổ qua rừng này nè, họ trồng ở trên núi á. Thì cái này là cũng là một bài thuốc nam rất là tốt. Cái này là chữa cho những người là mỡ trong máu nè, giảm men gan nè, rồi là nó bảo vệ gan của mình, đặc biệt là những người mà đang bị nhiễm virus viêm gan B, viêm gan C, rồi nó ổn định huyết áp, nó giảm mỡ máu, và nói chung là nó cũng ngăn ngừa bệnh ung thư luôn á ông bà cô chú anh chị. Một bịch như vậy là nửa ký, thì thánh ở đây thánh có giá là 250 ngàn, nửa ký là 250 ngàn, bịch qua đu đủ đực nửa ký là 450 ngàn, mật ong gùi gừng là 900 ngàn một lít, chai vậy là một lít nha là 900 ngàn. Thánh bảo đảm ông cho ông bà cô chú anh chị là đây là hàng thật sự và không có pha trộn bất cứ một cái loại hóa chất hay là trộn đường gì ở trong đây. Nếu như ông bà cô chú anh chị phát hiện ra trong đây có trộn thì Thánh sẽ hoàn tiền gấp đôi lại cho ông bà cô chú anh chị nha. Rồi Thánh ngoài ra thì Thánh có tinh bột nghệ. Tinh bột nghệ nè, cái tinh bột nghệ ông bà cô chú anh chị coi nè, nó rất là mịn luôn, mình cầm nó cũng coi như là y như bột gạo mà bột gạo bột mì vậy kia của mình vậy đó. Mà đây là cái tinh bột nghệ, nhìn nó mịn không qua, thấy độ mịn của nó không đó. Thì một bịch nửa ký lô thì có giá là 200 ngàn, một ký thì là 400 ngàn. Bột nghệ này là bột nghệ cũng từ thiên nhiên và củ nghệ ở trên núi. Dì Hai Khánh nói là bữa hổm dì Hai gửi về cho 2 ký củ gừng, dì Hai nói là mấy cái củ thì thường nếu mà trồng ở trên núi thì nó sẽ tốt hơn trồng ở dưới miền Tây, mà không biết có hay không nha, không biết là phải như vậy hay không. Nhưng mà cái chị Hai gửi về củ gừng thì nó Thánh thấy là nó làm như nó thơm hơn củ gừng của mình trồng ở đây á, trồng ở trên miền đất đá núi rồi này kia, nó cằn cỗi, nó lâu, nó coi như là nó thơm, cái độ thơm nó thơm nhiều hơn. Giống như Khánh đợt trước Khánh lên làng của người đồng bào thì họ không có đem mấy cái củ riêng của họ, cái củ giống như là củ hẹ của dân tộc nè, hay là củ gừng dân tộc, hay là cái cây cà dân tộc, họ ít khi nào họ đem về nhà họ trồng, mà họ trồng ở trên núi luôn hà. Khánh thấy vậy đó, họ nói là mấy cái đó họ trồng trên núi nó thơm hơn, nó ngon hơn. Thì nay là Khánh có sâm nữa nha, sâm cao, sâm tiên mau thì sâm tươi là có giá là 200 ngàn đồng một ký, còn sâm khô thì Khánh đang sấy và Khánh chưa có cho giá được. Khánh cảm ơn ông bà cô chú anh chị nhiều. Thì thật sự đây là những cái bài thuốc nam mà cũng có rất là nhiều người muốn tìm kiếm, nhưng mà nhiều khi là mình không biết ở đâu bán, và mình cũng không biết là hàng nào là hàng thiệt, hàng nào là hàng giả. Thì Khánh xin cam đoan với ông bà cô chú anh chị là những cái mặt hàng Khánh đang có mặt ở đây là mặt hàng đến từ thiên nhiên, không phân thuốc, không hóa chất, và đặc biệt là tốt cho sức khỏe của mình. Khánh cảm ơn ông bà cô chú anh chị nhiều. cái tà này dễ uống, thấy đắng hả? Thật sự là nó đắng nha. Ông bà cô chú anh chị, nếu mà Khánh nghĩ là nếu mà muốn dùng thì tốt nhất là mình về mình ngâm với mật ong là mình dễ dùng và tốt nhất. Đặc biệt là những cái người mà lúc trước bị nhiễm
Covid á, hai đu đủ và ngâm với mật ong này nè, giúp cho cái lá phổi của mình, giúp cho cái đường hô hấp, giúp cho cái đường tiêu hóa của mình nó hoạt động tốt trở lại, nó không có bị tổn thương, nó coi như là nó bào chữa những cái tổn thương cái lúc mà mình bị nhiễm Covid đó ông bà cô chú anh chị. Rồi giờ Khánh uống thêm lần nữa mà đắng quá à. Đu đủ thì luôn luôn lúc nào thôi đắng à, mà phải vậy đó. Phải hơi đắng. Trà đắng thiệt á. Tại vì cái chất của đu đủ vậy mà, y như thuốc nam vậy đó. Thì cái này là dạng thuốc nam rồi, cho nên là nó đắng thì mình phải chịu. Tại vì mình nếu như mình không bệnh nó thì tốt nhất thì mình bảo vệ cơ thể. Còn nếu như mình đã có bệnh thì bắt buộc mình phải, một là mình dùng thuốc tây, hai là mình dùng thuốc nam. Và đây là cái loại thuốc nam mà tự nhiên nhất mà thiên nhiên ban tặng cho con người của mình rồi. Hồi Khánh mới vừa lên đơn cho một chú ở nước ngoài, chú ở Mỹ, chú mua để chú bạn tặng bạn chú ở Việt Nam. Đợt trước là chú này chú có mua 40 kg sầu riêng. Rồi giờ Khánh quấn cái miệng cho kỹ lại rồi Khánh để vô là chuẩn bị đi thôi. Này Hương để vô giùm Khánh này 3 kg trà, tặng nửa ký là 7 bịch cộng với lại là 3 chai mật ong 3 lít, mỗi chai là 1 lít. Sao đây? Đó. Để nằm. Chú này ra lăn dữ nha. Ra lăn với mặn gái. Người quen chứ không phải bạn gái. Vậy hả? Dạ, người quen. Rồi, như vậy là không có sợ gì nữa hết à. Cái này vô tông này nằm đi. Rồi vậy đó. Rồi. Vậy này vậy. Rồi. Chú này cũng đã uống cái trà mãng cầu gửi qua chú cũng nhận được rồi. Chú nói là dễ uống. Cho nên là nay chú tiếp tục chú mua tiếp nè. Dễ ngủ nó phải không? Thì uống dễ ngủ. Không có bị căng thẳng. Với lại tốt cho người cao máu, cao đường. Rồi lật ngược nữa lên lại thôi. Rồi lật luôn. Rồi lật nữa. Rồi lật lại. Cái đơn này là đi Kiên Giang. Rồi bên này Khánh dán cái đít này cho nên Khánh dán cái đít này. Cái đơn này thì ngày mai sẽ được đi sớm. Dạ Khánh con cảm ơn chú Dũng rất là nhiều. Chú ủng hộ mua hàng của con lần này là lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Bữa nay là chú ủng hộ cho con lần thứ tư rồi. Con cảm ơn chú, cũng cảm ơn em cũng xin cảm ơn bạn của chú Dũng nữa nha.
Thì con một lần nữa thì Khánh xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã ủng hộ cho Hương Vị Đồng Quê, để Hương Vị Đồng Quê tiếp tục ra mắt những cái sản phẩm đến từ thiên nhiên, bảo vệ sức khỏe cho mình cũng như là gia đình của mình.